Cô chào các em nhé. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau giải bài tập. Bài 1. Xe thứ nhất chở 950 kg gạo. Xe thứ hai chở số gạo gấp đôi số kg gạo của xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở bao nhiêu kg gạo? Và bây giờ cô dành cho các em 1 phút để các em suy nghĩ và tìm cách giải của bài 1. Các em suy nghĩ xong chưa ạ? Và bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau giải bài toán. Trước tiên các em luôn nhớ rằng khi mà giải một bài toán, các em phải cần đọc kỹ đề bài và tóm tắt đề bài để xem đề bài cho mình biết cái gì và bắt mình tìm cái gì. Và chúng ta tóm tắt đề bài như sau. Xe thứ nhất chở 950 kg gạo. Xe thứ hai chở gấp đôi số gạo của xe thứ nhất. Gấp đôi ở đây có nghĩa là gấp 2 các em nhé. Gấp 2 lần số gạo của xe thứ nhất thì ta lấy 950 nhân 12. Hỏi cả hai xe chở bao nhiêu kg gạo? Vậy là cô và các em đã tóm tắt đề bài xong. Và bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Lời giải thứ nhất. Số kg gạo của xe thứ hai sẽ là 950 x 12 sẽ bằng 0 x 2 bằng 0. 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 9 x 2 bằng 18, nhớ 1 nữa là 19. Kết quả ta được 1.900 kg gạo. Lời giải thứ hai. Cả hai xe chở số kg gạo sẽ là, ta lấy 1.900 cộng 950 sẽ bằng 0 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 5 bằng 5, 9 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 1 ta hạ xuống, cộng thêm 1 vừa nhớ nữa là 2. Kết quả ta được 2.850 kg gạo. Đáp số 2.850 kg gạo. Vậy là cô và các em đã giải xong bài toán 1. Các em xem lại cách giải của bài 1 rồi chuyển sang bài 2. Cô chuyển sang bài 2. Cô đọc bài 2 như sau. Lam có 150 viên bi. Hùng có nhiều hơn Nam 50 viên bi. Câu hỏi A. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi? Câu hỏi B. Hỏi cả Lam và Hùng có bao nhiêu viên bi? Bài 2 này làm tương tự bài 1 nha các em. Và bài này cô giao cho các em làm tại nhà. Các em nhớ làm bài tập và điền và viết kết quả dưới phần bình luận, cô sẽ kiểm tra. Và bài học của cô đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.